Anh Hùng, Võ Thị Sáu, huyền thoại vùng đất đỏ. Sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo ở đất đỏ, cha làm nghề đến xe ngựa, mẹ bán bì bún tại chợ đất đỏ. Đầu năm 1946, thực dân Pháp trở lại chiếm các địa bàn tại Bà Rịa lần thứ hai, trong đó có đất đỏ. Chị Sáu lúc này vừa tròn 11 tuổi. Trước sự đau thương và mất mát của quê hương đã thúc đẩy tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó có chị Võ Thị Sáu. Năm 1947, lúc 14 tuổi, chị vừa làm nhiệm vụ mua hàng, vừa làm nhiệm vụ giao liên để nắm bắt tình hình địch và làm mật hậu viên công an xung phong đất đỏ. Năm 1949, chị đã dũng cảm tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ quê hương, trong đó nó bậc nhất là trận đánh diệt tên Cai Tổng nổi tiếng ác ôn ở vùng đất đỏ và dùng lựu đạn phá cuộc meeting tuyên truyền cho Pháp thực hiện tại huyện. Vì vậy, bọn thực dân Pháp vô cùng lo sợ và căm tức đối với hành động của đội công an xung phong mà tiên phong là chị Võ Thị Sáu, nên từ đó bọn chúng ra sức truy lùng cáo huyết. Vào tháng 12 năm 1949, trong một chuyến công tác tại đất đỏ, chị đã sa ngã vào tay giặc, hơn một tháng bị giam giữ tại nhà tù đất đỏ.